trời chưa nắng nha, mà tôi thấy có cô lớn tuổi đẩy xe ba gác đi làm với trai bạn, để con chạy theo con hỏi thăm thôi bạn. 1 giờ trưa bạn. Ủa bà chưa nắng mà đi làm dê chai hả? Ngày ngày mình đi lụm được mấy lần bà? Lần bán đi lần ra về. Hai lần. Sáng bà đi lúc mấy giờ á? Dạ. Bà cho con hỏi thăm tí ha. Ủa bà nhà gần đây không? Mướn không trọ hả? Nhà bà xa hả? Bà ở với ai bà? Bà ở nhà trọ với ai vậy? Với con hả? Lớn tuổi chưa mà bà, con lớn tuổi chưa bà? Dạ, bà được mấy người con sống chung? Một người con hả? Bà quê bà ở đâu? Sóc Trăng. Dạ, giờ bà lên đây ở lâu chưa bà? Cũng 3-4 năm gì rồi. 3-5 năm là mình đi ở nhà trọ, rồi mình hàng ngày là mấy năm nay bà cũng đi lượm dây chai vậy luôn á hả? Lớn tuổi rồi bà, cũng chưa nắng như vậy mà thấy bà đẩy xe đi, mà không để chiều mát rồi đi bà. Sáng đi bán rồi lượm vòng vòng luôn. À, vậy, ủa buổi sáng bà đi bán gì? Cũng bán qua này nè, lượm ngày qua. À bà lượm xong rồi sáng bà đẩy đi bán. Vậy có một người con trai một thôi hả bà? À. Ngày nó cũng mới đi làm, xin vô làm được. Dạ. Xa dữ vậy? Mà đi tới đây lụm luôn, xa thì mình tới đây lụm luôn. Giờ chừng nào mới quay về bà? Đấy con hỏi thăm bà, con không có gì nhiều, con có chút ít con gửi bà ha. Để dành bà. Đây bà cho con gửi bà cất để dành. Dạ. Con chúc bà có nhiều sức khỏe ha. Dạ. Bà lụm chưa nắng, bà lớn tuổi rồi mà còn đi lụm. Ủa bà chẳng hỏi cái địa chỉ nhà trọ bà là ở đâu hả bà? Nhà trọ ông trọ của ông Trường á. Ông Trường hả? Mới địa chỉ đó là tên gì bà? Ở xã gì? Xã gì cũng được hả? Tại vì con hỏi nếu mà có người ta xem, ví dụ người ta thấy là giúp đỡ, nó muốn đến giúp đỡ mình thì có địa chỉ, nhưng mà con muốn biết cụ thể cho mình. Hàng ngày là bà hay đi ngang đoạn đường này vậy đó hả? Dạ. Để cho. Dạ. Có mua không? Dạ. Không tính. Dạ. Yeah. Không có biết chữ rồi. Mua cứ biết đổ cái rời gì đâu. Dạ. Yeah. Ai cho thì ăn ra, người ta cũng cho thì mượn thôi, chứ hôm nay ngày nãy bà đi lụm đi. Dạ. Tôi hỏi thăm địa chỉ nhưng mà có gì mạnh thường quân người ta xem tôi giúp đỡ rồi, nhưng mà bà cũng không biết địa chỉ ở. Tôi đi luôn đang đi 1 giờ ở đây rồi. Huyện Củ Chi ạ. Thấy tôi hỏi thăm chia sẻ vậy thôi. Video này hết, xin cảm ơn các bạn.